Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe Đẹp Giá Rẻ, Giá Rẻ Xe Đẹp nha. Buổi chiều ngày hôm nay bên em lại tiếp tục cập nhật một mẫu xe 7 chỗ gầm cao máy thống cho quý anh chị em nhà mình luôn. Đấy, một thương hiệu đến từ Isuzu. Đấy, một thương hiệu này cũng là một thương hiệu cơ giới nặng. Rồi trộm vía là cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô bác và anh chị là những xe em đăng lên là đã bán hết rồi. Đó, hết rồi. Bắt đầu từ video này, những xe cũ em bán hết rồi nha. Đấy quý anh chị, đây những xe mới về. Đấy rất là trộm vía và cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ em Trường nha. Rồi, đây là mẫu Toyota Isuzu MX đời 2016 phiên bản đủ nha quý anh chị em, 7 chỗ ngồi, phiên bản máy dầu. Đời, và em nói luôn, đời 2016 thì ngân hàng hết hỗ trợ rồi, nhưng bên em vẫn có một cái chương trình nhỏ, đó là hỗ trợ cho quý anh chị góp tay đôi với cửa hàng. Ví dụ như quý anh chị thiếu 7-80 cũ thì bên em cho góp tay đôi với cửa hàng, không lấy lãi suất nha. Lưu ý là không lấy lãi suất. Quý anh chị em có thì tranh thủ gửi cho em cho nó nhanh, để em quay vòng vốn em cho mẹ con cô bác ở sau, người ta còn nhiều người muốn góp nữa nha quý anh chị em nha. Rồi, Isuzu 2016 phiên bản đủ máy dầu, đấy, màu trắng ngọc trai, xe cam kết và chất lượng cho quý anh chị em nè. Bao chết hãng cho quý anh chị em luôn, bao chết thầy thợ, cam kết 100% bằng văn bản, không đâm ve, không ngập nước, không thủy kích, một chỗ mua mới từ đầu, full lịch sử hãng. Quý anh chị đến xem, nếu mà không đúng như trên lời tả trên video, em sẽ gửi toàn bộ chi phí cho quý anh chị đi lại và kèm theo một video xin lỗi luôn nha, cho quý anh chị nhà mình trên live trực tiếp luôn. Đấy, máy số bảo hành cho anh chị 12 tháng sử dụng nè, Isuzu MX 7 chỗ phiên bản máy dầu đến từ nhà Isuzu. Đấy, màu trắng ngọc trai, xe đẹp không lỗi. Nó trang bị trên mình là 4 phanh thắng đĩa cả 4 bánh, hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cả 4 bánh luôn. Đấy, quý anh chị em nào mà đi nhiều hoặc là muốn đăng ký gáp nè, rồi nói chung là kinh tế mà muốn lợi xíu thì đi máy dầu, thì đây là một cái sự lựa chọn nha cả nhà mình. Isuzu, đấy, phiên bản đủ nha quý anh chị em, xe đẹp một chỗ mua mới từ đầu, đẹp len ken xe ben, nổ không với xe lỗi nha quý anh chị em nhà mình nha. Đấy, nổ không với xe lỗi nha quý anh chị em nhà mình nha. Sấy sự kiến, gạt mưa sâu, cảm biến lùi, nói chung là đầy đủ full. Đây cho quý anh chị em xem gầm của nó nè, xe rất đẹp luôn nè. Đó, gầm bệ của nó nè, rồi mâm đúc nè, gầm 7 màu luôn đó, cho quý anh chị em mình dễ hình dung nè. Xe nó đẹp như thế nào đó, thấy chưa quý anh chị em, coi gầm bệ vô quặng của nó nè. Cái đáng đồng tiền đó mình bỏ ra mua không? Xe một chủ mua mới từ đầu nha quý anh chị em nhà mình nha. Đấy, xe nói chung là rất là ken. Đấy, full hết lịch sử hãng rồi luôn. Đấy, xe the start top nè. Đó, đây. Keo sùng chỉ nè, cho quý anh chị em mình xem nè. Đó. Đấy, gai vân tóc bi luôn nè. Đấy, xe rất là đẹp luôn quý anh chị em. Đấy, túi khí an toàn nè, ghế nè, bọc da nè. Đấy, thấy chưa? Xe rất đẹp nha. Đấy, thắng tay nè, củ số của nó nè. Đấy, điều hòa auto nha quý chị em nha, điều hòa auto, nút the start top nè, vô lăng khiển tích hợp nè. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình Pioneer zin heo xe. Đó, một con Isuzu MX 7 chỗ ngồi, phiên bản máy dầu, số sàn. Rất thích hợp cho quý bà con đi gia đình hoặc là chạy thêm dịch vụ kiếm thêm thu nhập nha quý chị em nhà mình nha. Đó, bữa nay em có clip quay chi tiết nè, trần là trần nỉ ni lông, có cái tivi đây nhưng mà không biết sử dụng được hay không, em chưa mở ra xem, để có sao thì em nói vậy, chứ đỡ một vài bà con mua về nói xem mà không đúng như trên video, tội nghiệp em nha. 7 chỗ ngồi nha quý chị em bà con nhà mình nha. Đấy, xe màu trắng nha, trắng ngọc trai nha, công chúa đến từ An Giang nha quý chị em nha. Đấy, xe rất đẹp nè, nhìn form dáng sang, nhìn form dáng nó sang trọng lắm quý chị em nhà mình ha. Đấy, dầu diesel. Đấy, một 100 cây số khoảng tầm 6 lít cho 100 cây là ngồi đô thị, trong đô thị thì nó hao hơn một tí ha, tại vì trong đô thị nó kẹt xe nhiều quý chị em ạ. Đó. Rồi bên em nhận thu mua trao đổi cồ cáp tất cả các dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ ha. Đấy quý vị, quý chị em bà con, quý chị em bà con mà có muốn lên đời xuống đời hay là như thế nào thì cứ alo trực tiếp cho em. Đấy, khóa mở trung tâm Centulock nè ha. Đấy, đầy đủ hết luôn quý chị em ha. Đấy, ghế chỉnh điện nè, rồi ghế chỉnh điện luôn ha. Đấy, nói chung là mọi thứ còn rất là ok.
mọi thứ còn rất là ok đó quý chị em thấy không, tuyệt vời nè, đấy tuyệt vời luôn. Những nút chỉnh gương nè còn rất là đẹp luôn đó, liên can xèo em đấy, liên can xèo em. Những cái phím nhựa đồ còn chưa bóc ra luôn nè, chị em thấy nó cộp không đó. Đây là gương kính cụp xòe nè, gương kính cụp xòe luôn nha. Đấy, bạn đủ trên trang bị là sấy cân bằng điện tử nè, gương kính cụp xòe nè, the status nè, đấy chìa khóa thông minh nè, phím trên vô lăng nè, đấy còn đủ hai chìa khóa thông minh luôn. Đây hai chìa khóa thông minh, đấy mã phôi chìa, mọi thứ còn khá là đầy đủ nha quý anh chị em nhà mình ha. Đó, đèn là đèn bi nè, bi shutter nè, đèn gầm nè, led day to light, nói chung rất là đẹp quý chị em. Đó, chiếc này thì em để giá mềm thôi, là rất là mềm nha. Đó, quý chị em coi nè, ốc cabo chưa mở ha. Đấy, một cái thứ còn rất là đẹp luôn. Đó, em quay cận cảnh cho quý bà con nhà mình xem nha. Đấy, máy là trang bị turbo, turbo tăng áp nha. Máy là trang bị turbo tăng áp nè, đầy đủ hết cho quý bà con nhà mình. Công nghệ mới nhất luôn nha quý bà con nha, công nghệ mới nhất luôn. Đó, quý bà con xem nè, đinh tán tay dằn nó còn đầy đủ hết, không thiếu một cái món gì cho quý bà con luôn. Đấy, coi nè. Đó, những cái tem mạ đều còn đầy đủ hết, máy móc sáng trưng sạch bóng luôn quý bà con. Đó, nhập từ trực tiếp từ Thái Lan nè, đó chữ Thái Lan không nè, máy móc nè, đây phanh ABS chống phanh bó cứng cây bốn bánh ha, turbo tăng áp nè, đấy nó trang bị động cơ turbo tăng áp chạy cực kỳ khỏe. Đấy, máy công nghệ mới Isuzu giống như bán tải nè. Đấy, hút khí tự nhiên turbo tăng áp. Đấy, máy móc nè khô đét luôn quý anh chị em, máy móc cực kỳ đẹp rồi, biển bạc. Rồi, giá thành em để chiếc này là 485 triệu ba rút hồ sơ gốc, có thương lượng cho quý bà con. Alo trực tiếp cho em số điện thoại 0972147247 ha quý chị em ha. Nhận thu mua trao đổi kết bạn Zalo luôn 0972147247 ha.